Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ gọi là chơi nha. Chơi gọi là một cái thành phố mà kiểu như là bị phá tan thành đó các bạn ơi. Nên bây giờ Happy phải đi cứu thế giới nè. Đó, Happy có cái điện thoại nữa này các bạn ơi. Còn đây là những bộ trang phục nè. Thì bây giờ Happy sẽ lựa một bộ nha. Happy sẽ lựa bộ này nè các bạn ơi. Xong, bộ này là mình trưởng băng nè. Đã chứ bạn ơi. Đó, rồi xong, còn bộ này hả? Bộ này là như sấm sét nè. Ok, bộ sấm sét này cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mà Happy không có thích. Happy sẽ chọn màu đỏ đi. Ui, có chạy nhanh không? Ôi, không có chạy nhanh các bạn ơi. Thì là gì vậy? Trời ơi, nằm xuống. Nhìn thấy ghê quá à. Rồi xong, rồi bây giờ Happy sẽ giới thiệu từng bộ cho bạn xem nha. Ui, bộ này cũng được nè. Bộ này cũng xịn nè. Ok, Happy sẽ chọn bộ màu tím này nha. Rồi thì bây giờ Happy sẽ đi thôi. Thì là không nhảy xuống. Bóp. Bây giờ Happy bơi ra ngoài nha. Ok, bơi ra. Đó, Happy sẽ đi qua sa mạc trước tiên nha. Trong cái cục cầu lửa lên chọi. Ui, ở dưới nước Happy thấy Happy chọi nhanh hơn luôn á. Thôi không sao. Rồi, đợi trời không thấy Happy luôn nè. Đây nè các bạn ơi, Happy đang đứng ở màu vàng nha. Ok, Happy sẽ chuyển lên màu xanh nè. Dạ không, Happy không có chuyển được. Kệ không sao. Bây giờ bị kẹt đầu rồi. Ui, ở bên đây là gọi là bị cái gì nè. Bị hút vô cái lâu đài luôn các bạn ơi. Đó, mà thôi bây giờ Happy sẽ đi lại cái sa mạc này nha. Sa mạc trước mặt Happy đó các bạn ơi. Có hồ nước nữa. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ đi nè. Ui, ở đây có thêm một cái cánh cổng nữa này các bạn ơi. Cánh cổng đã nha. Rồi, cái cánh cổng này chưa làm xong nữa. Trời ơi, còn ở đó là khu phố đó các bạn ơi. Đó, khu phố đó. Rồi, trời ơi, trời sắp tối luôn rồi. Mới đi có một chút xíu mà trời tối luôn rồi. Chỉ lên đây, đó. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Ui, nhung nham quá chừng luôn kìa. Thôi, bây giờ Happy sẽ ráng đi tới cái tháp nha các bạn ơi. Tháp này nó cũng to đấy. Không bây giờ đâu nha các bạn ơi. Đó, leo lên nè. Rồi, Happy sẽ ui, trời ơi các bạn ơi. Trời nó tối thui luôn rồi. Oh my god. Thôi quá, thôi bây giờ Happy đi vô nha. Trời ơi đó, bây giờ Happy sẽ leo lên nắp nha. Leo lên nắp đi lên. Leo lên đây, rồi đứng. Hình như mình đứng ở trên đây á. Trời ơi, mình dính vô cái bản đồ hay gì á. Ô, mà mình không đi vô được chỗ nào mà có màu sáng là mình không đi vô được nha. Làm đi mà thấy mồ luôn các bạn ơi. Mà thôi bây giờ Happy sẽ đi qua thành phố nha. Chạy qua thành phố nhanh lên bạn ơi. Trời tối rồi. Nè các bạn ơi, nó mà kêu mình đi đâu á, tức là nó sẽ chớp một cái nào, cái hình nào đó mình sẽ đi theo nha. Ok, lên cái hình lá cờ nè. Tại vì Happy cũng chưa chơi á, nên Happy cũng chưa có biết cái map này. Ở trưởng nè. Mà trưởng cũng không đi nhanh được đâu. Để Happy lại. Bùm 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 xe là bùm. Đó, cái hình gì đó Happy không biết nữa. Thôi bây giờ Happy sẽ cầm cái này chạy nhanh lên. Đúng, nhanh lên, nhanh lên. Trời chậm quá các bạn ơi. Kìa các bạn ơi, trên nó có nguyên một cái tháp luôn. Oh my god, mà thành phố này nó cực kỳ rộng luôn nè. Để mình đi qua cái khu này cái. Ây da, trời kẹt nữa. Cái này chắc phải đi lâu lắm luôn á các bạn ơi. Thôi không sao. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lại đây. Mà em cũng hiểu trò này chơi sao nữa. Để bị tắt cái này xuống cái. Đâu, cầm lên. Trưởng 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 trưởng. Còn đúng có một cục luôn, trời luôn các bạn ơi, rồi xong. Rồi bây giờ Happy sẽ nạp năng lượng vô nè. Trời ơi, nạp vô, ok, nạp năng lượng vô xong rồi. Bây giờ Happy đi tiếp nha. Happy cho các bạn chiêm ngưỡng mấy cái khu này được nè. Cái khu này đẹp nè bạn ơi, đó, dễ thương chưa. Còn cái khu này là khu để mua, đổi tiền ngân hàng các bạn. Chân hàng cũng to đó chứ, không có giỡn đâu. Trời ơi, trời ơi, phi, ok. Phi cho nó mở cửa mà. What? Và trong khi đó cái cửa nó đi được mà. Trời ơi, không hiểu, không hiểu. Lấy kìa bố rồi. Ủa lấy không được hả? Lấy không được thôi, khỏi lấy. Thôi bây giờ hãy đi lết. Bây giờ trời ơi, cái gì vậy? Lết đi cho nó nhanh nha bạn. Đó. Rồi xong luôn các bạn ơi. Tự nhiên chỗ đó nó bị màu xám luôn rồi. Đâu rồi, còn chỗ nào mà. À, mấy chỗ nào mà bị màu xám là chỗ đó nó bị hư rồi. Hello. Cho đi lên đi cho bạn ơi. Đó. Tình kiều bạn ha. Thôi không sao, bạn nó không cho Happy lên thì Happy sẽ mua xe, tôi chưa biết sao. Ok, nói gì vậy?
Ok. Thầy Bi không lái xe được hả? Ô, cầm điện thoại nè, bỏ ra xa đi. Rồi, ok, tắt điện thoại đi. Rồi xong, lên lái bạn ơi. Thầy Bi nghĩ Thầy Bi không có xe hả? Các bạn có xe là Thầy Bi cũng có xe luôn ơi. Mà Thầy Bi chạy nó hơi ở chút các bạn ơi, đừng có nói gì Thầy Bi. Phi vô ngân hàng luôn, ui da. Trời ơi, đời các bạn có làm giống Thầy Bi nha bạn ơi. Vậy là nguy hiểm lắm á. Đó thôi, đang lật ngược xe lại cái cây. Lật ngược xe lại cho nó an toàn cái. Đó. Dạ, ấy hết hộ bạn, kỳ cục. Bi đổ xe thì cũng không Bi nữa. Lên chốt rồi. Ê, trời ơi, đừng tông xe Bi nữa chứ gì. Rồi, chạy rồi. Trời ơi, văn nước luôn. Tự tông cây luôn, tông cái cục điện luôn. Tự tông xe luôn. Trời ơi, tông nhà luôn. Trời ơi, tông cái cục điện, trời ơi. Trời ơi, tông cái cây luôn. Ui da, rồi tông cái nhà hàng luôn. Ghê quá. Đó, trời ơi, có xe nè. Hello xe. Ôi, nãy giờ có xe mà Bi đâu biết đâu làm, đi bộ mệt cái mồ luôn. Đó, bây giờ Bi sẽ đi lên cái nhà đó nghe các bạn ơi. Cái nhà đó mình phải cần phi xe lên. Tại vì nó cực lâu luôn. Bây giờ không có phi được đâu. Mình sẽ quẹo lên cái khu này nè. Ta quẹo lên đây. Ui da, ui cha cha. Hít ta ta rồi, xong luôn. Đó, giờ hai Bi leo lên nha bạn. Lên, ok. Hai Bi nhìn nó giống có sao sao các bạn. Móc điện thoại ra quay. Thì không có quay được đâu. Tại vì cái điện thoại này mình chỉ lấy xe được thôi. Đó, lên xe. Đó, rồi bây giờ Abby sẽ chạy vô cái khu này nha. Ui da. No, 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 no. No, trời ơi, cái gì hoài vậy nè. Trời ơi, hết biết luôn. Cầm điện thoại ra cái đó. Cái da vô lợp chỗ rồi. Đây, chỗ này mấy chỗ lái nè. Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Trời ơi, cái gì vậy? Nó xe bị gì vậy? Thôi bỏ cái xe, giục đi, giục cái xe các bạn ơi. Đó, giờ cũng là chứ Happy cũng có muốn giục cái xe. Với lại nè, đó, ok, quá là hay luôn. Rồi, bây giờ quay lại nè, đừng có lọt xuống. Lọt xuống là nghỉ lên á. Rồi, 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 rồi. Đó, bây giờ Happy chạy lên cái cơ nhà đó nha. Trời ơi, cái hang gì mà nổ không? Ui, cái chỗ cái đường này cũng đẹp đấy chứ. Ui da, trời ơi. Rồi bây giờ Bi sẽ chạy lên cái nhà đó. Ui da, đây là chỗ mua gì vậy đây? À, đây là chỗ mua đồ chơi. Đó, hết hộp, trời ơi, lạnh hình luôn. Thôi, Bi không có mua. Bi sẽ đi chỗ khác. Ui, Bi đi đây. Đây không phải là ngân hàng đâu, đó là chỗ để mua đồ ăn khi mà mình đang đang gì ta? À, mình đang gì không biết. Trời ơi, nó đằng sau lưng á. Lố rồi bạn ơi, chạy lố rồi. Trời ơi, chạy vậy trời. Chạy lố rồi. Ô, hello mấy bạn, cho mình đi chung với. Cho mình đi chung với mấy bạn ơi. Bơ bơ bơ. Trời ơi, các bạn ơi, đang đi mà tự nhiên mấy bạn này lại quýnh hai Bi. Trời ơi, nó tức quá đi. Phải trả thù mới được các bạn ơi. Đó, cái này mình chạy nhanh được không ta? Dùng tuyệt chiêu, ok. Mình chạy nhanh nè, đó. Ok, rồi xong. Thôi bây giờ Happy sẽ đi lại lên cái khu đó nha. Trời ơi, các bạn ơi, tới lúc mà Happy bị bay xong là tới sáng luôn rồi. À, trời ơi, sáng giờ đi mệt mỏi quá trời ơi. Ui, sáng luôn rồi, ồ quên, bị lộn. Buổi tối chứ, hồi nãy buổi tối mà Happy nói sáng đi mệt quá. Bị lố. Đó, thôi, bây giờ gắng đi thôi, bạn ơi. Lên, bơi, bơi, bơi. Trời ơi, uống nước luôn á, bạn ơi. Đợi dành cái tướng bơi nè. Cái tướng bơi nhìn này mà. Đó. Happy đã có được 1 sao rồi nè. Đã chưa các bạn ơi? Thôi, ngồi lên đi. Ngồi lên đi. Một hai ba hi, một hai ba hi. Happy biết 1 2 3 là Happy biết hi. Ủa lòng Happy mới hi. Đó giờ Happy sẽ chạy cực nhanh lại cái tháp hồi nãy nha. Cái tháp hồi nãy ở đâu quên mất luôn. Đâu ơi, đâu rồi cái chỗ đó đâu rồi? Không biết đường tìm luôn. Happy bị mù đường rồi. Ở đây đây. Đó. Ấy da. À. Bị gì vậy? Đó, nhảy lên.
Kỳ vậy trời, con cháu nhảy lên hả? Kỳ vậy? Các bạn chơi kỳ vậy bạn? Thôi leo lên, leo lên đỡ đường này đi, thôi leo không được, mệt quá. Phải đi đứng đường mới chịu. Đồ quên. Đường này mới đúng nè. Đó, chưa, đường này mới đúng, hay lưu. Hello, trời hết hồn bạn này. Giờ mới biết tại sao là mình phải đi giải cứu thế giới rồi đó. Mấy bạn này đi gì đâu không? Tại vì mấy bạn nó cứ đi tông không có da gì vậy. Thôi vô hùng rác trốn cho an toàn, đút đầu vô hùng rác. Ủa gì vậy? Không biết cái gì vậy? Đi lại cái nó đùng nó nổ. Thằng ơi ghê quá à. Thôi chạy cho mất ghê. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn á thì đi chơi nữa thì hãy nhớ like và share cho Hebi có động lực để chạy nha. Chứ nãy giờ nó nổ cái đùng Hebi hết hồn hết vía luôn. Thôi Hebi không dám lại đó nữa đâu. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho Hebi nha. Giờ thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thank you.